chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, em bây giờ xin vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Nhưng trình tự sắp xếp của các thân thể không thay đổi, do nó nhìn thì không khác mấy so với thân thể người bình thường. Tuy nhiên có chỗ khác biệt so với người thường, tức là thân thể này có thể tiến nhập vào không gian khác. Công pháp tính mệnh song tu từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy viên trẻ ra nhiều tuổi, cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một con có người hỏi tôi, thưa sư phụ, phải nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi. Kỳ thực bà đã gần 70 tuổi rồi, nhưng biểu hiện bên ngoài như mới có hơn 40 tuổi, không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào, không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện pháp lâm đại pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này, nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn ra vẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng khi việc tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính thì tự nhiên đạt được điều ấy. Đảm bảo là chư vị không cần trang điểm, chúng tôi không đưa thêm ví dụ về phương diện này nữa. Vì trước đây tại các ban mình có khá nhiều người cao tuổi, nên người ta thường coi tôi là người còn ít tuổi, hiện nay khá hơn rồi. Vì tại các ban này cũng có khá nhiều người trẻ, vì thời tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng đang đến 50 tuổi rồi, hiện nay đã 43 tuổi rồi. Pháp thân, tại sao trên hình tượng Phật có một trường, có nhiều người giải thích không được, cũng có người nói trên tượng Phật có trường là vì hòa thượng hướng vào tượng Phật luyện tu mà sinh ra, tức là trường do hòa thượng tu luyện vào trước tượng Phật, trước tượng sinh ra. Tuy nhiên hòa thượng tu luyện cũng vậy, ai tu luyện cũng vậy, loại năng lượng ấy là tản sản, không định hướng, nên trang toàn, nên trang là toàn bộ sàn, trần, tượng nơi Phật trường nào có trường ấy như nhau. Vậy rồi sao chỉ có trường ở trên tượng Phật mới mạnh như thế, đặc biệt ở các tượng Phật trong núi sâu, hoặc tại sơn động, hoặc tại trên đất núi, thường hay có tồn tại trường ấy, vì sao xuất hiện trường này, có người giải thích thế này, giải thích thế kia, giải thích thế nào cũng không giải thích được thân. Thì thật trên tượng Phật có trường ấy là vì trên tượng Phật có một pháp thân của giác giả, pháp thân của giác giả ấy tại chỗ đó, do đó nó có năng lượng. Thích Ca Mâu Ni hay Bồ Tát Quán Âm cũng vậy, nếu như trong lịch sử thật sự có nhân vật ấy, mọi người tự nghĩ xem, khi họ tu luyện thì họ cũng là người luyện công phải không? Người ta sau khi tu đến một tầng rất cao nào đó ở xuất thế gian pháp thì sẽ sản sinh ra pháp thân được sinh ra từ bộ vị của đang nhìn người ta là do pháp và công cấu thành, là thể thể xuất ra ở tại không gian khác. Pháp thân được trang bị đầy đủ như được rất nhiều thuộc bản thân họ, nhưng ý thức của pháp thân, tư tưởng của pháp thân chịu sự khống chế điều hành của chủ thể, nhưng bản thân pháp thân cũng là một sinh mệnh cá thể hoàn chỉnh, độc lập, hết sức thực tại, do vậy bản thân nó cũng có thể thực thi bất kể sự việc gì một cách độc lập. Sự việc mà pháp thân thực thi là giống như với sự việc mà chủ ý thức của người ta mong muốn thực thi. Sự việc ấy và bản thân thực thi thì sẽ thực thi như thế nào thì giải pháp thân thực thi cũng là như thế ấy. Đây chính là điều mà chúng tôi gọi là pháp thân. Tôi muốn làm một sự việc nào đó, ví như giúp đệ tử tu luyện chân chính điều chỉnh thân thể, thì đều do pháp thân của tôi làm. Bởi vì pháp thân không mang cái thân thể thường nhân như thế này, nên pháp thân thể hiện tại không gian khác, thể sinh mạnh ấy cũng không cố định bất biến. Pháp thân có thể biến thành lớn thu thành nhỏ, có lúc pháp thân biến thành rất lớn, lớn đến mức không nhìn được toàn bộ đầu của pháp thân, có lúc biến thành rất nhỏ, nhỏ đến mức nhỏ hơn cả tế bào. Khai quan hình tượng Phật chỉ tạo từ câu sử chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Khai quan chính là biến hóa một pháp thân của Phật vào tượng Phật, rồi sau đó quan tượng Phật như một thân thể đúng hình của tượng Phật. Phật nơi người thường để thờ cúng, người luyện công có cái tâm kính ngưỡng ấy, thì khi tu luyện pháp thân trên tượng Phật sẽ hộ pháp cho họ, quan sát họ, bảo hộ họ. Đây là mục đích chân chính của khai quang.
chỉ khi pháp xuất chính nghĩa trong nghi thức khai quan chính thức, hoặc có đại giác giả tại tầng rất cao, hoặc có người tu luyện ở tầng rất cao có lực lượng quyền lực tới thì mới có thể thực hiện được sự việc này. Trong chùa giảng rằng tự Phật cần phải khai quang, họ nói rằng tự Phật chưa qua khai quang tỉnh công linh. Về các hòa thượng trong chùa hiện nay, các đại pháp sư chân chính đều đã qua đời không còn tại thế. Từ sau đại cách mạng văn hóa, trong những tiểu hòa thượng có những như vậy, riêng mình lấy cái chút như vậy hiện nay là chủ trì